Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô màu con bọ cảm đèn của bạn xem nha. Đây là một sản phẩm đây nha mọi người, đây là một sản phẩm đây của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu tím thì bắt theo tím nhạt. Ôi dịp đó là tạo xây nha. Giờ mình sẽ tô màu. Mấy đây là phần màu tím đã xọ vào xong nha. Mình sẽ tiếp tục với màu xanh ngọc.
là mình sẽ tôi có đóng mở cho bạn xem nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm, những video thật là đẹp và tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình làm ra video này. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha mọi người, mình sẽ xóa hạt chữ nha, sau 3 màu. Why no? Em suy nghĩ đã vượt đi thôi. Vậy anh phải làm một cảm nhận thì anh thông xong rồi nha, là bây giờ kết thúc rồi. Nhưng mà là thật sự của mình đã thông xong một video vậy nè. Rồi xa mạnh cái một cái đài những này tập thu với tay thôi đó có người ơi tê quá. Thank you.
bây giờ